Giờ tôi chỉ quan tâm cái chuyện tiền nhiêu thôi nè. Đó, ăn chay mà ăn chi vậy cho tốn tiền của chương trình. Thì mà em không quen ăn chay, bây giờ em phải ăn mặn để làm lấy sức chứ. Trời ơi, đó, ăn chay vậy đó. Về biển sông nước á, thì liên quan tới cái cá. Ủa, anh không ăn thịt, anh ăn cá đâu. Là không, món cá lóc nướng chui rất là đặc trưng. Đây hả? Là món canh chua cá lóc nấu với bông điên điển. Mình giới thiệu món mặn với người trai cái nó sai sai. Ừ. Nhưng mà không biết là Lia bắt đầu ăn chay từ hồi lúc nào, bao lâu rồi? Là anh ăn chay 6 tháng được. Mới được 6 tháng. À. Trước khi ăn chay á thì anh Liam có từng thưởng thức qua những món ăn này chưa? Có. Cái này là cá lóc đúng không? Cá lóc. Ăn rồi đúng không? Ăn rồi. Mà cái canh đó chưa ăn á? Chưa. Nó thì cũng canh chua. Nói chung nhưng mà có mấy cái bông đó. Anh chưa ăn ăn canh chua với anh bông thử không? Trời ơi, ba tu hành không biết với hai người này. Thịt trắng hiếu ông ơi. Giòn tan. Ủa vậy anh ăn chay, anh ăn gì? Thì nó có đơn một phần ăn chay cho ảnh mà. Ăn chay mà ông cứ diễn tả món ăn trước mặt người ta vậy đó. Nói đúng là lỗi là tại ông này hết. Lỗi cái gì? Tôi phải tôn trọng khán giả, cho khán giả biết chứ. Wow. Đúng không? Khoan. Em đang có cảm giác mình vô cái thế giới gì kỳ Jura của mấy khủng long á. Ở đây là trước tiên là mũi nè. Mũi. Anh đi em có sợ mũi không? Cho ăn lại. Ai cũng sợ luôn. Khu rừng của mình á thì trước đây nó là khu rừng dân sinh. Yeah. Với cái mục đích ban đầu của họ trồng khu rừng này đó để họ khai thác gỗ để phục vụ công tác xây dựng làm xà rồ. Nhưng sau một khoảng thời gian thì họ mới chuyển đổi cái mục đích sử dụng nó đi. Đến đầu năm 2010 thì chính thức đưa vào hoạt động phục vụ du lịch. Thì vào rừng thì các bạn thấy đó là hiện tại bây giờ mình có cái cung đường đan thiết kế xuyên trung rừng tràm. Cái cung đường của mình thì nó dài với tổng chiều dài tầm khoảng 5 km. Wow, đẹp quá. Cây ở đây rất là cao. Đúng không? Xin chào. Đi khá là quan thích được. Một cảm giác chóng mặt đang xuất hiện. Của mình tí ơi, cái hệ sinh thái của mình tại trong rừng này nè là gồm những động thực vật như thế nào anh? Ở đây thì cái hệ, nói về cái hệ thực vật của mình á, nó bao gồm là cây tràm, cây lúa nước, cây lúa ma các bạn, tức là cây năng. Còn về cái hệ động thực vật thủy sinh thì mình ở đây có một số loại cá, cá lóc, ba cái loại cá rô rồi. Còn về chim chóc thì mình ở đây có chích nước, rồi bánh ít, rồi lê le, cùng cọc. Đó, anh Liam thấy không? Rất an toàn. Lỡ có tủm cái cũng không có rắn nước mà anh sợ rắn nước đâu. Cũng có rắn nước không ạ? Ở đây cũng có rắn nhưng mà một số loại ví dụ như là ba cái con rắn lột rồi rắn nước, rồi rắn hũ hành, rắn chung rồi. Đây là cây gầu khỉ anh Liam à, và anh đã từng đi qua cây gầu này bao giờ chưa? Chưa, nhưng mà anh mời em đi. Tại sao anh không mời em đi cái cầu này cho nó an toàn? Mực nước có 1.5 m thôi. Trời ơi, cái cầu nó chạy. Mà tôi có nhiều thiết bị điện tử cho mình. Đi ăn đi thử đi. Không ăn đúng dữ vậy. Trời ơi, hai cái cây. Thích mình rung. Đứng là nó rung vậy sao đi. Một cái là không biết số phận của mày nha mày. Ai biết đâu lúc đó ai biết là Hoàng rung hay mình rung nha. Đây là lúa ma. Cây lúa ma. Sao gọi là lúa ma? Thì nó là giống lúa nhưng mà nó là lúa dại, nó không có ra gạo được. Nó gọi là lúa ma. Ok, bây giờ đang tới một cái ngã rẽ mới. Và đây là nơi nào vậy anh Tiến? Đây là cái đài quan sát số 2 trong khu rừng của mình ạ. 1, 2, 3. Nhờ đây tôi mới phát hiện ra được có một con người có nỗi sợ rất là kỳ lạ. Cái gì? Không phải sợ. Em có sợ độ cao không? Hay quá, đảo quá, hay mình giờ mình qua bển đi. Gì vậy? Tập luyện xíu. Không cần đâu. Tập luyện xíu. Đó. Tập luyện đó. Đừng có sợ độ cao. Đừng có sợ gì hết. Đó, nhìn vô đúng rồi, vậy đó. Rồi. Đừng. Sợ độ cao là một cái bệnh của tất cả rất nhiều người, phải mình tôi, đúng không? Để tay vô không biết nhiều không? Cái nha. 2 3 nhìn xuống. Nhìn xuống. Nhìn ghê lắm. Có sợ thiệt không hay sợ nãy giờ? Ba, trời ơi, nhìn cái cảm giác ảo lắm, nhìn mà xoáy luôn á. Anh đi em không anh sợ độ cao thiệt hả? Sợ. Thiệt luôn á. Không sợ. Ai sợ độ cao? Sao anh đàn ông vậy? Ghê quá không à? Thiệt mà ghê lắm. Ủa em cũng có cái em sợ nữa hả? Anh giận em rồi. Em có gì sợ chứ? Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Thông thường thì đi du lịch ở những nơi khác thì có cảm giác là cái bàn tay nhân tạo nó nhiều hơn nên mình cảm thấy an toàn. Còn dưới đây á, tất cả đều rất là hoang sơ. Mình cảm thấy hoang mang lắm. Hả? Cái cầu này bắt qua bên cái khu mới chuẩn bị khai trương của mình đó là cái khu câu cá giải trí. Trời, nè, nhìn như phim luôn, thề luôn. Nhìn cái thảm cây trải xuống kìa, hấp dẫn chưa? Wow.
Đẹp thiệt, đẹp quá. Dây biển nữa. Dạ mình sông nước mà. Nhiều nhánh nhỏ đấy là mình đi qua một con đường nổi rồi sao tới cây cầu. Đúng rồi. Đẹp lắm, mấy chỗ này đẹp lắm, nhìn nó hoang sơ đẹp lắm. Nãy giờ mình đi được 4 cây với anh. Nãy giờ mình đi tầm khoảng 2 cây rưỡi. Chờ chờ xíu đi. Bây giờ thí dụ giờ tại vì tôi chưa mệt đâu, nhưng mà tôi nghĩ cho anh em thôi. Mình có thể ngồi nghỉ giải lao chút xíu được không? Đúng rồi đó, tôi thương anh em thôi chứ thầy khâm phục có cái công sức. Anh em không có tôi là còn lâu mới được nghỉ. Người dân tại nơi đây thì họ xây những cái miếng đan như mấy bạn đang thấy đây là cái mặt đường của cái cung đường này là dạ. Miếng đan. Từng miếng. Đúng rồi, từng miếng rồi họ xây ở phía ngoài đây ngoài. Xong rồi. Đúng ở ngoài. Đúng rồi, xong rồi họ mới làm một cái sườn ở phía dưới này. Những cái đà rồi cái cột. Cái đà rồi cái móng ở dưới không mà xong rồi họ mới chuyển những cái miếng đan này vô. Ủa là mọi người chuyển vào đây bằng họ chuyển vô bằng xuồng. Xuồng chắc chắn là xuồng rồi. Chuyển vào đây họ mới để lên những cái khung mà họ đã xây trước để xây cái cung này. Nhưng mà mất bao lâu để xây được con đường này hả? Cái cung đường này thì cái thời gian họ xây dựng cũng tầm khoảng trên dưới gần 2 năm á. Nhưng mà những mùa mưa thì sao anh Trí ha? Nước có lên không anh? À, cái khu của mình á thì vào cái mùa nước nổi á thì nước nó sẽ lên. Lên nhưng mà nó không có ngập cái cung đường của mình. Mình tính hết rồi phải không? Mình đo hết. Cái năm mà lớn nhất á là nó chỉ lé đé cái mặt đường. Mắm mé rồi thôi chà. Mình tưởng tượng cảnh nó chắc đẹp ha, một con đường đan mà hai bên nước bắp mé hốc mé nhìn đã. Mình đang đi trên nước vậy đó. Đẹp ha. Em cho anh hỏi là em biết đường ra là đường nào không? Hình như đi từ đây đi ra. Còn đây còn đây ra rồi ra hả? Còn xa không? Dạ không, cũng không xa lắm. Gần hả? Gần là mấy cây, chục cây đoán được không? Dạ không, chưa tới đâu. Em đi nãy giờ em mà chưa? Đuối. Tại sao em biết đến nơi đây? Do là ở đây có nhiều bạn đi chơi. Vậy như chụp hình đó nhiều. Ngày hôm nay là em đi chung với bạn của mình hả? Dạ đúng rồi. Anh cũng đi chung với bạn của anh nè. Bạn anh chưa có người yêu, em có người yêu chưa? Trời ơi. Con chưa, em có chưa? Chưa hả? Rồi, người ta có người yêu rồi, Liam mà. Tại Liam nhờ anh hỏi giùm là cô ấy xinh quá. Cảm ơn, bye bye. Trời ơi, người ta chưa kịp hỏi ngâm nghĩ cái ông này, ông thả đi luôn nè. Về tới đất rồi. Quá xuất sắc. Quá tuyệt vời với một cảm giác là chinh phục được đoạn đường dài mấy trăm cây số mà vẫn còn toàn mạng trở về. Anh Liam, how do you feel right now? I feel great. Still great. Still great. Not tired. Well, maybe a little bit tired. Hạt sen. Dạ đúng rồi, hạt sen nè. Cái này chắc anh ăn rồi. Đây là cũng cái đài rồi. Sen nè. Cái này thì không biết, cái này là gì? Sen khô. Sen khô. Wow. Cà na mình làm muối rồi ngào đường. Anh ăn cà na bao giờ chưa? Cà na là một loại trái cây. Anh chưa ăn thử. Dạ. Thử được không cô? Anh nói là anh tiếng Việt quá. Cái này nấu với chai cũng được nữa, tàu hũ đồ nấu nữa. Trong tất cả quà này. Anh nghĩ là cái này là anh thích sen nhất. Đúng rồi. Cái này là tự nhiên. Cái này là con biết không? Cô chủ quán vui lắm. Cô gặp vừa mình nói vừa bóp, vừa nói vừa bóp hết, nói bóp hết rổ. Chị nói này thì 3 kg cái gì? 3 kg có 3 kg nhiều đâu. 3 kg 70 ngàn. 25 ngàn. 75 ngàn à. Tụi con sinh viên mà. Nhiều. Cô này là giá này cô bán thường cho ta chứ không phải mà thấy mấy con. Đối với cô này là không nên nói nhiều. Càng nói là cổ càng bóp, càng nói cổ càng bóp. Nói nữa chắc bóp hết shop luôn á. Giá cô chuyện đây. Rồi đó, hết rổ rồi đó. Vậy tính ra là mình vẫn còn dư tiền. Vậy là cũng xuất sắc chứ. Số tiền còn lại là coi như mình ăn buổi tối nữa là xong. Vừa đủ đẹp. Vậy tính ra là 1 triệu đồng dành cho 3 người cũng hợp lý chứ hả? Mình thật ra mình không có tính tiền xe á. Nãy nghe anh tài xế nói là anh sẽ tính tiền dầu với tụi mình á. Nhưng mà quan trọng là anh Liam ngày hôm nay cảm thấy vui không ạ? Vui lắm. Dạ. Vui lắm. Ngày này thì anh sẽ nhớ mãi mãi. Hai bạn rất thân thiện. Dạ. Nhưng mà hai bạn cãi nhau nhiều quá. Tại mày á. Là bạn này hay cãi em lắm nè. Không, mày kiếm chuyện với em mà. Không, bạn này là hay cãi mình nhất nè. Nè, bạn là kia kiếm chuyện trước. Bạn kiếm chuyện với tôi trước. Nè, có còn mặt bằng lại thôi. Thôi. Như anh đã nói rồi, anh sẽ nhớ cái ngày này mãi mãi luôn. Dạ. Là nhớ tụi mình á. Dạ.
Vậy cuối cùng là tổng chi phí là có 1 triệu đồng là chúng ta có thể đi du lịch trong vòng một ngày được đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ thôi là 399 đi. Ờ, 395 tiền dầu tài xế. Dầu cái gì mà dầu? Tiền dầu đổ xăng. Tôi không tài xế rồi, tôi đã gửi một tài xế để tài xế dò qua. Hèn gì, ông bảo tôi là đáng lẽ có 200 ngàn thôi mà tại có người manh động là ông tính tới 395. Vậy thì không nhờ tôi làm vậy thì tối, tối lấy cái gì mà ăn hả? Nhớ đừng cười tối. Anh like mình tội chịu đây này, từ sáng đến chiều tối luôn. Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Dạ xin chia buồn cùng bạn. Không, nhưng mà rõ ràng bạn đó. Rất là nhớ mãi mãi mãi. Ok. Nhớ mãi mãi. Forever and ever. Ok. Không phải là ever mà là người ta né luôn. Thôi nói chung là đã tạo cho anh ấy một kỷ niệm khó quên trong đời. Nói thêm về cái lúa ma đi. Tại vì trước giờ anh chưa bao giờ nghe. Dạ, đó là một trong những sai lầm lớn của em. Em tưởng là lúa ma là lúa dại thì nó không có hạt. Mà tại sao nó tên ma? Thì qua sự tư vấn của bạn May, nó trổ rất là khuya. Cho nên người ta phải đi thu hoạch lúc sáng sớm. Nếu không để tới lúc nắng lên là rụng hết hộp, không thu hoạch được. Nhưng mà cái hạt của nó là nó có khác với hạt bình thường không? Nhưng mà nó là lúa bình thường. Trời ơi, tự nhiên mình đi tới đó mình không biết, mình đi làm ruộng tự nhiên mới mình đi đó, mình thấy ban đêm thấy quá trời, tự nhiên sáng sớm cái mình thấy còn lúa trổ đồng đồng, cái tới trưa mất tiêu trần. Đó là rụng bông rụng hết trơn thì không còn cái hạt lúa trên cây lúa nữa. Cái chỗ đó em muốn nhấn mạnh một chút, cái chỗ mà làng nổi Tân Lập á là mọi người cứ nhìn khung cảnh hoang sơ nhưng mà đó thật sự là do con người trồng nên thôi. 10 năm trồng được một cánh rừng như vậy. 10 năm. Trồng. Ủa vậy nãy giờ là rừng này là rừng tự nhân tạo hả? Rừng sinh sinh. Hay người ha. Trồng đó. Nhưng mà anh vẫn ấn tượng đó là cái con đường. Dạ. Cái con đường đó rất đẹp và rất công phu. Tại vì rất phải chăm chỉ, chăm chút từng chút từng chút một, mỗi tấm ran nó hơn 1 mét thôi. Mà chị nghĩ mới quãng đường là tụi em đi đường chính là nó hơn 3 cây số thôi, nhưng mà còn rất nhiều nó khác. Dạ, bây giờ mình phải suy nghĩ coi cái gì hoàn cái hành trình này là có hoàn thành hay không vậy ta? Có hoàn thành mà vỗ tay đi. Mình cảm thấy nó hơi bị lôi nhoi. Không, em thấy hoàn thành đó, bởi vì nhờ hai bạn này và nhờ bạn Liam đi chung mà chúng ta biết được là có một cánh rừng rất là đẹp ở Long An. Thì thấy rằng là chúng ta hơi bị căng thẳng thần kinh trong chuyến đi. Yeah. Sao thăng căng thẳng thần kinh? Bởi vì nó bát nháo và nó ồn ào quá, không cho người ta một cái cảm giác yên tĩnh để có thể khám phá những cảnh đẹp của thiên nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến lúc mà định đoạt ai sẽ là thám tử xuất sắc hơn. Một trong hai con người này em thấy bản thân em người nào nói cũng nhiều. Đúng vậy. Một người thì nói quá nhiều, một người quá hậu đậu. Một người là quá lầy. Về miền sông nước không lầy sao lỗi được trời ơi. Yeah, đúng chính xác. Tôi thích câu này. Rồi được rồi, cả làng ơi, mình cùng nhau đánh giá May và anh Hoàng Rapper. Mày bây giờ lại May trước nha. Trời giờ sẵn quá. 1, 2, 3 May. Hay chưa anh em tao gia đình đó hả? Ok, ở đây May được bỏ phiếu của hai người phụ nữ xinh đẹp ở đây đều cái đen. Bây giờ đến Hoàng Rapper, hai người nói chuyện nhiều quá. Hoàng Rapper, 1, 2, 3 cái gì kỳ vậy? Chị phải có sai sự lựa chọn khác nhau chứ. Tôi thích vậy. Tôi thích vậy. Công lý nằm trong lòng người. Ông coi, chỉ có anh Phương là đáng yêu nhất ở đây mà. Thiệt là chúng tôi thích nhất rồi. Chị quá ganh tị bởi danh sách của anh Liam. Anh nói tiếp đi, mọi người tự nhiên nhé, không có tôi đứng sau vậy. I can't talk anymore, we don't talk anymore. Tại sao anh nói nhiều vậy hả, rapper? Em không chịu nổi. Cái hình ảnh của em phải xinh đẹp, em không chịu nổi xuất hiện như quỷ dữ để em quýnh anh. Quá nhiều, nhức đầu em quá. Bây giờ phân định thắng thua quýnh thua xì, tôi sẽ giao huy chương cho người đó. Sao? Tớ là người đàn ông trưởng thành mà Thành đạt có gia đình rồi, để tớ nhận nha. Ngồi đẹp luôn. Ê, cảm ơn. Thực ra. Ủa, thỏa thuận xong rồi hả? Xong rồi, xong rồi. Ok, xong rồi. Con gái nó có là chưa đó. Thấy Hoàng Rapper có thành ý cho nên huy chương nó thuộc về thánh tử Hoàng Rapper, thánh tử xuất sắc của tuần. Thôi được rồi, kính thưa mọi người, chương trình tới đây là hết rồi. Rất mong quý vị khán giả lại tiếp tục gửi thư về chương trình du lịch kỳ thú cũng như là đón xem.